after her, they open at 9:30. Rồi đang trên đường đi về hướng đông của tỉnh bang BC của Canada để mà vui chơi tiếp tục nha. Về hướng đông của tỉnh bang BC của Canada thì sẽ đi ngang qua những đồi núi nè, và có rất là nhiều cây cây bắp nổi tiếng trồng ở khu vực này. Đây là trên đường cao tốc của phía đông của tỉnh bang BC của Canada để hướng về Okanagan, là nơi mà tụi này sẽ đi xuống cho dịp chạy xe đợt này. Đường dưới này thì đồi núi quanh co, nhưng mà cảnh xung quanh thì rất là đẹp, và nhìn xuống là những cái thung lũng ở phía dưới. Có một đoạn đường này chạy qua thì không có nhiều cây thông nữa, nhìn rất là giống như là trong sa mạc.
khúc này đổ đi thì có thể thấy rất là nhiều hồ xung quanh khu vực này nha. Rồi đã vô khu vực của Okanagan, nếu mà quẹo bên tay trái sẽ đi về thành phố lớn Kelowna, và nếu mà quẹo bên tay trái này sẽ đi về thành Picton, Osoyoos, Summerland, tất cả những thành phố khác đều nằm đa số bên hướng tay phải này. Ở dưới Okanagan này thì là một cái thung lũng cũng giống như Đà Lạt của Việt Nam vậy đó. Nước thì là nước ngọt nha. Một cái con hồ này nó bao phủ tất cả những thành phố xung quanh khu vực của Okanagan này và đều là nước ngọt hết trơn đấy. Rồi tụi mình đã đến cái bờ hồ ngay trung tâm của thành phố Penticton và giờ sẽ đi thay đồ và bơi ở dưới này nhé.
watch what? That every time I walk past here, I just notice the parents here. So. No, no, we just it just set up. Dịp này xuống Bình Thức Tinh thì có ngay một cái fair, là một cái hội chợ mà vui chơi ngay cái khu vực của cái bờ hồ. Bọn mình đã bơi lội xong, bây giờ sẽ chuyển hướng đến nơi này để mà vui chơi. Lemonade, oh yeah. I'll tell y'all about it. Did it doesn't cost me? Anything to work. Yeah. Or it doesn't cost anything to ask. Đưa ra đi. Đó, giống nhau hả? Nhưng mà em mua thank you.
the top first and makes the light flash is the winner. That's right. You want to try it?